Kính thưa quý khán giả, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc hồi trung tuần tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư chất lượng và các công trình cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam, trong đó có đường sắt tốc độ cao, do đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh. Đây cũng chính là nội dung tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia hôm nay với tiêu đề Khởi động đường sắt tốc độ cao. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý khán giả, ngày 19 tháng 8, trong cuộc hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, thu hút đầu tư vào Việt Nam các dự án với quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc. Ngay sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc. Cụ thể có 14 văn kiện được ký kết tại buổi lễ, trong đó có hai văn kiện về lĩnh vực đường sắt. Đầu tiên là giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ do Việt Nam lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Kế đến là công thư giữa Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc gia Trung Quốc về nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hà Nội. Như vậy, với hai văn kiện về đường sắt mới được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc, đề cập tới ba tuyến đường sắt chiến lược trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, dài hơn 800 km sẽ được thực hiện trong thời gian tới đây. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng có khổ đường 1.435 mm, điểm đầu tại ga Lào Cai, điểm cuối tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. Dự án dài khoảng 388 km, đoạn kết nối từ Lào Cai với Hà Khẩu của Trung Quốc dài 5,6 km, xây dựng theo hướng đông qua 8 tỉnh, thành phố, bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng, điểm kết thúc tại cảng Lạch Huyện. Trên tuyến đường sắt cao tốc này có 73 cây cầu lớn với tổng chiều dài hơn 130 km, 25 hầm dài 25 km, 38 nhà ga, trong đó xây mới 29 nhà ga. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ khai thác vận tải hành khách và hàng hóa, tổng mức đầu tư khoảng 10 đến 11 tỷ đô la Mỹ. Dự báo năng lực vận tải trong dài hạn của tuyến là 10 triệu tấn hàng hóa một năm và khai thác 15 đôi tàu một ngày. Với dự án đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, ga Đồng Đăng của Lạng Sơn là ga cuối cùng của tuyến này, là ga đặc biệt quan trọng kết nối với tuyến đường sắt liên vận quốc tế sang ga bằng tường của Trung Quốc. Tuyến đường sắt cao tốc này có chiều dài khoảng 167 km và có 21 ga trên toàn tuyến, năng lực thông quan tối đa có thể chạy 19 đôi tàu một ngày đêm. Mặc dù có vai trò quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc, nhưng hạ tầng cửa khẩu ga Đồng Đăng được đánh giá đang xuống cấp, không tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Vì vậy, vấn đề cải tạo, nâng cấp hay xây mới tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng là vô cùng cấp thiết. Hiện nay, Trung Quốc đang nghiên cứu khoản viện trợ không hoàn lại giúp Việt Nam khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn từ Lạng Sơn về Hà Nội. Hiện nay, chưa có thông tin cụ thể về dự án đường sắt cao tốc Móng Cái - Hạ Long - Hà Nội. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch 3 tuyến đường sắt riêng lẻ. Theo quy hoạch, tuyến thứ nhất là Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân có chiều dài 129 km, khổ đường 1.000 mm và 1.435 mm. Lộ trình đầu tư đến năm 2030. Tuyến thứ hai là Hạ Long Móng Cái có chiều dài dự kiến 150 km, khổ đường 1.435 mm, lộ trình đầu tư sau năm 2030. Tuyến thứ ba là Nam Định Thái Bình Hải Phòng Quảng Ninh có chiều dài dự kiến 101 km, khổ đường 1.435 mm, lộ trình đầu tư sau năm 2030. Như vậy, nếu tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hà Nội được đầu tư, sẽ có chiều dài gần 280 km. Hiện nay, phía Trung Quốc đã hoàn thành tuyến đường sắt từ thành phố Phòng Thành đến thành phố Đông Hưng thuộc khu tự trị Choang - Quảng Tây, cách cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh chỉ vài km.
Do vậy, việc sớm triển khai tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái sẽ tạo thành mạng lưới đường sắt khép kín, kết nối từ Hà khẩu của Trung Quốc với Việt Nam qua Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái và về lại ga Đông Hưng của Trung Quốc, góp phần quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa Việt Nam với Trung Quốc và ASEAN. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 86 về việc hỗ trợ 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho Bộ Giao thông Vận tải để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo quyết định số 86, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo, đề xuất đảm bảo đúng quy định. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt này là cần thiết và cấp bách. Tháng 6 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để chuẩn bị đầu tư đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng nhằm để kịp thời triển khai ngay các thủ tục nghiên cứu cho phép đầu tư dự án. Hồi tháng 2 năm 2024, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 57 trên TB VBCB thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ đề cập đến nội dung đầu tư một số tuyến đường sắt quốc gia. Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khẩn trương làm việc với phía Trung Quốc để thống nhất biên bản ghi nhớ, phương án hỗ trợ, hợp tác đầu tư về đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, phấn đấu khởi công trong năm 2025, nghiên cứu phương án sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài và phương án phát hành trái phiếu để đầu tư. Theo các chuyên gia kinh tế, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng mang lại nhiều lợi ích quan trọng về kinh tế, xã hội và giao thông cho khu vực và cả nước bởi không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ, các tuyến đường sắt còn giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc dễ dàng hơn. Đầu tiên, tuyến này kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc Việt Nam, giúp tăng cường giao thương giữa các tỉnh Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng. Điều này thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là thương mại qua biên giới với Trung Quốc tại Lào Cai. Bên cạnh đó, Hải Phòng sở hữu cụm cảng biển lớn nhất miền Bắc là Lạch Huyện và Đình Vũ. Từ đây, hàng hóa có thể được vận chuyển qua đường biển đến nhiều thị trường quốc tế khác. Tuyến đường sắt này giúp hàng hóa từ Trung Quốc hoặc các tỉnh biên giới phía Bắc nhanh chóng được đưa ra cảng Hải Phòng để xuất khẩu, mở rộng thêm cơ hội thương mại quốc tế cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Đường sắt này trong tương lai giúp điều phối luồng hàng hóa hiệu quả, tránh tình trạng ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới. Hàng hóa từ Trung Quốc có thể được chuyển thẳng đến cảng Hải Phòng để xuất khẩu đi các nước khác mà không cần qua nhiều khâu trung gian, tối ưu hóa quy trình xuất khẩu. Thực tế, vận tải bằng đường sắt thường có chi phí thấp hơn so với đường bộ, đặc biệt là khi vận chuyển hàng hóa nặng và số lượng lớn. Điều này giúp giảm chi phí logistics và tăng cường cạnh tranh cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Theo đó, nhiều mặt hàng nông sản và hàng hóa tiêu dùng của Việt Nam như gạo, hoa quả, thủy sản, đồ gỗ được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Đường sắt này sẽ giúp bảo quản tốt hơn và duy trì chất lượng của các sản phẩm nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ. Tuyến này cũng đi qua các điểm du lịch nổi tiếng của Lào Cai, Hải Phòng và Hà Nội, nên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong và ngoài nước di chuyển giữa các địa điểm này, góp phần phát triển du lịch cho các tỉnh mà tuyến đi qua. Như vậy, đường sắt tốc độ cao Việt Nam sẽ được khởi động, dù ban đầu chỉ mới khởi động ở các tỉnh phía Bắc với thủ đô Hà Nội, nhưng sẽ dần kết nối với phía Nam chỉ còn là vấn đề thời gian và sự kỳ vọng của người dân ăn sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh, ăn trưa ở Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao là có thật. Ngày 11 tháng 7, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Sau khi nghe lãnh đạo các bộ ngành đơn vị liên quan báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là trên cơ sở chính trị và pháp lý. Đó là kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam, nghị quyết số 103 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Theo đó, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam theo hướng tuyến ngắn nhất, tốc độ 350 km/h, với chiều dài đường sắt tốc độ cao Bắc Nam khoảng 1.541 km, đi qua 20 tỉnh, thành phố. Thời gian thực hiện khoảng 10 năm, phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!